và tất cả các bạn đến với kênh của mình nha. Hiện tại giờ mình mới xuống cầu rồi các bạn. Cái này là cũng là khoảng là 11 giờ mấy rồi. Giờ anh mới xuống cầu gặp cục cá nhảy cũng đều đều các bạn ơi. À, cá này cũng là cá 3 năm nhỏ rồi các bạn. Rồi vác đầu hôm tới giờ mình chạy kiếm cá, giờ mới gặp mấy bữa cào xuống chút rồi các bạn. Đây mình quay chỗ cái đèn ngán cho các bạn xem ha. Đây cá nó nhảy rồi nè các bạn. Và nông ra cá nhảy càng đỏ rồi các bạn. Rồi trước tiên là mình xin chúc mấy tất cả các anh em cào cái cơm có một đêm thắng lợi và bội thu á, cũng như là mấy anh em đi biển ha các bạn. Đây mình lại mình quay chỗ cái ngán cho các bạn xem ha. Đây cá nhảy các bạn, cá cũng hơi trọng trọng hơn qua tí đi các bạn. 3 năm nhỏ cũng có lộn 3 năm lớn ha. Đây cá nó phóng ngay cái hàm cào các bạn, trắng trắng đó là cá không đó ha. Đây mình qua bóng đèn bên kia quay cho các bạn xem cho nó rõ các bạn ơi, bóng đèn bên đây nó hơi tối ha. À, cá phóng đời đổi rồi các bạn. Làm như cá bữa nay lên trễ các bạn ơi. Qua wow, chỗ hầm cào quá phóng luôn các bạn ơi. Lội nhiều quá các bạn. Càng nông vô càng nhảy nhiều ha. Wow, quá phóng rồi các bạn ơi. Trời bữa nay im rồi các bạn. Trời bữa nay thì trong trời không có sóng mà cũng không có mưa luôn. Cá phóng ơi các bạn. Nhảy gì là có lý rồi các bạn ơi, chứ hổng gài hai bữa nay cá nhảy lên yếu quá, cá nó nằm đáy quá nhiều luôn nhưng mà nó không lên mặt hay các bạn. Bữa nay nó lên mặt vậy là đỡ rồi các bạn. Qua wow, tới đây quá nhảy luôn các bạn ơi. Đỡ quá các bạn, cá nhảy ha. Như càng nông là nó nhảy càng nhiều các bạn ơi. Qua wow, chỗ cái đèn này nó nhảy dữ lắm luôn rồi các bạn. Đây phóng dữ dằn luôn ấy các bạn. Qua wow, chỗ cái đèn đỏ này quá phóng luôn các bạn ơi, dữ dằn luôn. Quá wow, quá luôn rồi các bạn ơi, tới đây hết cái biết luôn rồi, phóng rồi các bạn. Đỡ quá các bạn ơi, đi nãy giờ cũng hơi xa rồi mà cũng chưa mắc cá nữa ha, nó cũng còn rộng ha. Rồi thôi
Để chút xíu nữa mình lên cầu rồi mình quay tiếp cho các bạn xem nhiều không ha, các bạn kéo coi có đồ không á. Rồi các bạn nhớ đón xem ha. Thì chào tất cả các bạn nha, chạy nãy giờ cũng hơi lâu rồi, giờ mình lên các bạn. Và lên đục cào này cá cũng đỡ các bạn ơi. Kéo gì là có lý rồi các bạn. Cá quá đẹp các bạn. Đó, hơi lộn mấy con sứa các bạn ơi. Thì giờ em mình nó đang buồn đục này các bạn. Thì cá đây các bạn, lộn con sứa các bạn. Thì có con mực nó đang bò luôn các bạn. Thì lên cào thứ hai ha. Và đỡ quá các bạn ơi. Wow. Có lý quá các bạn ơi, đóng cá này các bạn. Giữ dàn đóng cá luôn. Rồi bữa nay thấy có lý hơn mấy đêm trước rồi các bạn ơi. Bữa nay chị em mà kéo cá được gì là quá mừng luôn các bạn. Đây có con ghẹ các bạn, con ghẹ trứng các bạn, có trứng các bạn. Đây con ghẹ có trứng này mình thả đi các bạn ơi, cho nó đẻ đi ha. Đây thả đi bạn. Quá wow, hai ba con mực tuột luôn các bạn ơi, dễ bò này các bạn. Đây đây mực tuột này các bạn. Đây có lộn mấy con cá này. Con cá này con cá cơm bự các bạn ơi. Cá cơm bự là con cá mai vậy các bạn. Giống con cá mai quá rồi, cá mai các bạn ơi. Đây được một con ghẹ nữa các bạn. Con ghẹ này không có trứng các bạn ơi. Thôi con ghẹ càng xanh á. Đây ghẹ này mình bắt ngay nha các bạn. Con ghẹ không có trứng mình bắt ăn ha. Đây một cục quá nhiều luôn các bạn ơi. Lụm một cục này ăn sáng mình ăn á các bạn. Đây được ba con một cục bò này các bạn. Wow, nước đạt văng quá các bạn ơi. Được con mực mực nang quá trời bự các bạn ơi.
Bây giờ mình lụm mấy cái con cá này ha, để mình coi ăn ha. Quá nhiều các bạn ơi. Quá quá trời luôn. Đây là con mực lá các bạn. Sướng quá trời bự các bạn ơi. Hôm nay lột mang cá này quá nhiều các bạn. Hàng gì nãy thấy nó phóng bự bự ở đâu ba cái ngăn chỉ không à. Quá trời luôn các bạn ơi. Cái này khô ăn chắc ngon lắm các bạn. Qua wow, con sứa. Qua wow, sứa các bạn ơi. Đây, 4 Tết này nha các bạn. Con mực quá trời luôn các bạn ơi, con mực cái nè bự cái nè các bạn, hết biết luôn rồi. Và làm chút xíu đóng cá luôn rồi các bạn, giòn rất là ngon luôn, con cành cành không luôn các bạn. Đây thì sáng mình với mấy
mình coi ra được nhiêu kết này nha các bạn. Ba, bốn, năm, sáu, bảy kết rồi các bạn ơi. Bảy kết rồi các bạn, cá rất là đẹp luôn, đều gan luôn các bạn. Wow, kéo cái này quá đỡ các bạn ơi. Nhóc này gãy nước đá lên nè các bạn. Ấm dài trời mưa giông quá là không được, bữa nay chị em làm gì là quá có lý luôn rồi các bạn ơi. Được được đâu 8-9 kết vậy các bạn ơi. Kéo được 8-9 kết rồi, còn giữ ngoài nữa kết nè các bạn, vậy là quá êm rồi các bạn ơi. Rồi thôi video mình tới đây thôi, chào các bạn nha. Các bạn đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ cho mình và cho mình xin một like ha. Rồi, mình sẽ làm những video thật hay cho các bạn xem ha. Rồi chào các bạn ha.